Sau đây tôi sẽ trình bày một số các nội dung về công tác xử trí các tình huống dịch bệnh trong trường học theo các hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như là Bộ Giáo dục Đào tạo. Ban hành cái sổ tay phòng chống Covid và việc sửa đổi bổ sung lần 2 và các cái văn bản khác các được kêu tại đây. Trước tiên đi vào cái phần xử trí tình huống thì xin phép được thông tin chung liên quan một số cái tình hình diễn biến dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh hiện nay. Thì báo cáo đồng chí là từ ngày 7 tháng 2 và sau Tết Nguyên đán cái biểu đồ các phần trong ngành trong cơ sở giáo dục chúng ta tăng đột biến và có những ngày càng cao nhất bình thường là hơn 1.000 ca và đến ngày tới bây giờ thì đã có trên 7.500 ca đến ngày hôm qua và như vậy là cái việc mà lây lan dịch bệnh trong trường học là tương đối là nghiêm trọng hiện nay. Cái số cụ thể như này, thành phố Tuyên Quang là cái đơn vị có nhiều chúng ta đã không hiểu nhất, chứa trên 2.000, tiếp theo là Sơn Dương và Hàm Lâm, Nhân Sơn, Chiêm Hóa là Hàm Lâm Bình. Thì cái đợt dịch lần này ảnh hưởng chưa lớn lắm, cũng không nhiều, và số giáo viên của chúng ta là khoảng gần 700 giáo viên và học sinh là độ khoảng gần 7.000 học sinh, cái số lượng này rất là lớn. Đối với theo cấp học thì cái đối tượng học sinh mà bị nhiễm F0 nhiều nhất đó là cấp tiểu học và cấp trung cơ sở. Tiểu học là trên 3.000 và trung cơ sở là trên 2.000. Ở đây thì cái số đối tượng nhiễm đa số là các đối tượng là chưa tiêm phòng vaccine, để chúng ta có thể thấy. Và ở cấp trung cơ sở, riêng cấp trung cơ sở trong tổng số 2.000 học sinh nhiễm thì có khoảng 40% học sinh là ở lớp 6. Thế cũng là trường trường học sinh. Như vậy chúng ta thấy là cái việc mà tiêm vaccine thì nó có tác dụng rất là tích cực trong cái công tác phòng chống dịch bệnh và tránh cái lây lan. Các học đồng đen thì ít hơn, thì cũng từ một cái nguyên nhân nên là từ sau Tết đến nay thì cái tỷ lệ chung cần tỷ lệ ra lớp của mầm non rất thấp, hoặc trên 2% do phụ huynh cũng chưa yên tâm gửi trẻ ra ra, cho nên là cái số này và chủ yếu các tác động nó lây lan là lây cùng bố mẹ người thân và trong cái thời gian đang ở nhà, cái nguy cơ là cái cộng đồng. Và cái phần dịch lần này thì cái phần dịch nó trên trường sẽ còn tổng số trường chúng ta có khoảng trên có khoảng 70% số trường là có ca F0, tổng số là có khoảng 350 trường trên tổng số 469 trường, và như vậy là hầu như trường nào trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận các cái trường hợp F0. Đây là cái con số rất là đáng báo động. Trong đó cái tỷ lệ của trường tiểu học là lớn nhất, trung học phổ thông tỷ lệ cao thì cũng rất nhiều, bởi vì trường trung học phổ thông thì học sinh đến từ các xã khác nhau, nhiều xã, cho nên là cái tỷ lệ trung học phổ thông rất cao. Và theo cái độ tuổi chúng tôi đã phân tích theo cái số liệu mà danh sách chúng tôi đã có được ấy, thì phân tích như này, cái nguy cơ lây lan ở cấp tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 thì nguy cơ lây lan là tương đối như nhau, các đối tượng này là được trường tiêm. Ở cấp trung học cơ sở thì cái đối tượng mà bị nhiễm nhiều nhất là lớp 6, thì lại tôi nói chưa được tiêm phòng vaccine là số lượng cao nhất, chiếm khoảng 4% tổng số ca. Và cấp trung học phổ thông
thì chung lớn nhất là lớp 12. Các cháu là lớn chắc giao lưu cũng nhiều chủ quan, và cái lớp 12 lại là lớp bị đối tượng mắc nhiều nhất. Thì trước cái tình hình này thì báo cáo chí là đối tượng đồng hiện nay thì ủy ban nhân tỉnh đã có cái văn bản chỉ đạo trong cái phương án dạy học. Cái phương án dạy học hiện nay trong điều kiện chống dịch thì thành phố Tuyên Quang, Yên Sơn và Sơn Dương thì mầm non tạm thời nghỉ học, còn các cái lớp học khác tổ chức học trực tuyến, trừ lớp chính lớp 12 vẫn học trực tiếp trực tuyến theo phương án số 02 của Sở Giáo dục. Và có thể trong tuần tới sẽ có các cái đề xuất tiếp theo về cái phương án dạy học để ban nhân tỉnh chỉ đạo trong cái việc phòng chống dịch bệnh. Thế còn cái phương án ở đây chúng tôi trình bày đây là cái phương án mà để chúng ta thích ứng linh hoạt, không phải trình ban nhân tỉnh những cái văn bản cá biệt như vậy nữa. Thì công việc này là thực hiện theo quyết định số 1833 của ban nhân tỉnh về cái cấp độ dịch. Và trong cái quyết định này thì đã ghi rất cụ thể cấp độ dịch này nào thì những hoạt động nào được phép hoạt động. Ở đây thì nói về giáo dục thôi, ví dụ cấp độ 1 thì dạy học trực tiếp bình thường và đảm bảo các cái điều kiện phòng chống dịch bệnh. Cấp độ 1 thì đặc biệt thường như phải đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Cấp độ 2 thì dạy học trực tiếp có điều kiện và tuân thủ 5K. Cấp độ 2 thì cao hơn và cùng với các cái điều kiện hạ tầng các nội dung trang thiết bị phương tiện để sẵn sàng chuyển sang dạy trực tuyến hay là giao bài. Cái phần này chúng ta phải chủ động, cái báo lên cấp độ 2 rồi thì nó có nguy cơ từ cấp độ 3. Nếu dịch bệnh ở cấp độ 3 thì chúng ta tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến và trên truyền hình và dạy học cho từng khối lớp. Có những cái lớp nào không có yếu tố dịch tễ thì chúng ta có thể tổ chức dạy học, và nếu như được thì đã ưu tiên dạy cho các lớp học cuối cấp. Thứ tự ưu tiên là lớp cuối cấp trước, sau đó là đến tiếp các cái lớp mà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Thế thì nó có cái khó khăn cho các đơn vị khi mà tổ chức dạy học vừa trực tiếp với vừa trực tuyến, khi mà số lượng giáo viên F1, F0 cũng nhiều và học sinh thì có thể khoảng nửa trường hoặc là nửa lớp nó bị, thì cái việc trực tiếp là sẽ không thực hiện được. Và như vậy là nhiều trường sẽ phải chuyển sang cái hình thức học trực tuyến. Cái đợt này phụ trợ các cơ sở giáo dục là linh hoạt, riêng ở cấp độ 4 là cấp độ nguy hiểm đấy thì ta chỉ tổ chức dạy học trực tuyến và trên truyền hình và ra bài, riêng trẻ mầm non tạm thời nghỉ học. Thì đấy là cấp độ 4. Và các đồng chí lưu ý là các cái cấp độ này ấy, thì ta phải đảm bảo cái công viên biện pháp phòng chống dịch bệnh ở tất cả các cấp độ. Và trong cấp độ 2 ra thì dạy học hạn để dạy trực tiếp là hạn chế, thì hạn chế cả về thời gian, về số lượng học sinh và ngừng tổ chức các hoạt động tập thể vượt quá cái quy mô của lớp. Lần này thì sở đã chỉ đạo rất là nhiều để thực hiện các công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học, thì các nhà trường phải đảm bảo thực hiện một số các nội dung này. Thứ nhất là thành lập các ban chỉ đạo, việc này ta làm từ năm 2020 rồi. Thứ hai là xây dựng cái phương án tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh theo các phương án của Sở Giáo dục, hướng dẫn của Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, Sở Y tế, thì các đồng chí xây dựng cái phương án cho nó phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường cũng như địa phương. Có những trường là có điều kiện học trực tuyến thì các đồng chí xây dựng phương án để học trực tuyến. Trường nào không tổ chức học trực tuyến được do cái điều kiện thiết bị chưa đảm bảo thì các thầy cô có sẽ được cái phương án để giao bài học trên truyền hình do nó chủ động. Thứ ba là các thầy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai giám sát cái công tác phòng chống dịch tại nhà trường, ví dụ như là xây dựng các quy định kiểm tra chéo việc thực hiện giữa các lớp, giữa các tổ nhóm chung môn, các tổ khối trong lớp. Thì cái phần này qua cái đội cờ đỏ thì các đồng chí có thể chỉ đạo để triển khai thực hiện cái nội dung được kiểm tra cái thực hiện này, các công tác phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật tư phòng chống dịch bệnh theo quy định. Ví dụ như là chúng ta chuẩn bị nước uống và vệ sinh,
mỗi học sinh là có một cấp bốn riêng là đồ dùng cá nhân, không dùng chung đồ dùng cá nhân. Bố trí phòng y tế, phòng cách ly tạm thời. Hiện nay cái phòng cách ly tạm thời hay phòng y tế của các trường là cái yếu điểm nhất trong các cái trường học. Rồi chúng ta thiếu cơ sở vật chất, chúng ta thiếu đó cái cán bộ phụ trách, chuyên trách. Tiếp theo là chúng ta phải bố trí cái khu vực rửa tay với nước sạch, với xà phòng. Chỗ nào mà các bố trí được cái khu vực rửa tay thì các đồng chí bố trí cái dung dịch sát khuẩn. Qua kiểm tra vừa rồi chúng tôi thấy là ở các trường học thì đều chuẩn bị các cái chai dung dịch của ta sát khuẩn tay ở trong mỗi các cái phòng lớp học ấy, thì như thế cũng được. Và lưu ý là nhắc các cháu thường xuyên sát khuẩn tay sau rửa tay chơi hoặc là sau khi đi vệ sinh, hoặc là sau khi chúng ta sau khi mà có hấp thu sổ mũi. Các trường học phải chuẩn bị các khẩu trang dự phòng và đảm bảo các nhà vệ sinh là sạch sẽ, các cái trang thiết bị phục vụ vệ sinh. Đề nghị là các đơn vị cũng phải tập huấn tuyên truyền cho giáo viên học sinh và đặc biệt là cha mẹ học sinh về các cái biện pháp phòng chống COVID-19 như vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Bởi vì tuy nhiên phòng chống COVID chỉ là một chương mà thôi, cho nên là cái việc phối hợp cha mẹ học sinh để quản lý cùng tay chung tay phòng chống dịch bệnh rất quan trọng khi ở nhà. Cái điều kiện tiếp theo là việc này tỉnh chỉ đạo nhiều rồi, tuyên truyền các cái chủ trương về cái tiêm phòng vaccine cho trẻ. Sắp tới là sẽ có cái chủ trương tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi để hạn chế cái việc lây nhiễm, nếu có lây nhiễm thì cũng không chuyển biến nặng theo công giáo của y tế. Cái phần này chúng ta tuyên truyền cái chủ trương để nhận được cái sự đồng thuận cao của phụ huynh học sinh khi mà có vaccine là ta có thể triển khai tiêm được ngay. Thứ hai là tiếp tục giả soát học sinh đủ từ 12 tuổi đến thời điểm này đã đủ 12 tuổi để tiêm vaccine đủ 2 mũi cho học sinh đủ 12 tuổi. Còn đối với học sinh trung học phổ thông thì các đồng chí tiếp tục giả soát những học sinh đủ người từ 18 tuổi trở lên để tiêm chúng ta. Rồi việc nữa là tiêm gọi là tiêm vét cho 100% học sinh nếu mà chưa được tiêm đủ học sinh giáo viên. Vì trong ngành giáo dục hiện nay thì theo báo cáo có khoảng hơn 200 giáo viên chưa được tiêm. Đa số các trường hợp này là trong những thời gian nuôi con nhỏ hoặc mang thai. Và có một số những trường hợp chúng tôi nắm được là rất không tiêm mặc dù có chỉ định tiêm nhưng không tiêm. Thì trong văn bản chỉ đạo cũng đã tuyên truyền mấy hôm qua cũng đã nhấn mạnh những cái việc tiêm vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi và vừa là nghĩa vụ của người dân. Chỗ này các đồng chí hiệu trưởng các trường tiếp tục quán triệt tuyên truyền để thực hiện. Tiếp theo là trong công tác phối hợp với cha mẹ học sinh thì có thể thông qua các cái phương tiện là nhắn tin, giao tờ Facebook để tuyên truyền cho phụ huynh về các cái biện pháp bảo vệ sức khỏe theo dõi học sinh ở nhà. Ngay là yêu cầu cha mẹ học sinh tự theo dõi sức khỏe học sinh, tự đo thân nhiệt tại nhà. Từ trước đến nay là chúng ta đang yêu cầu các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục ấy, là phải đo thân nhiệt trước khi học sinh vào cổng trường. Những việc này nó rất là phức tạp cho các thầy cô. Thế thì hiện nay bộ giáo dục theo cái sổ tay hướng dẫn mình đã nói rất rõ là cái việc đo thân nhiệt theo dõi sức khỏe của học sinh đấy là việc của cha mẹ gia đình và các người việc làm tại nhà. Các đồng chí lưu ý và nếu có các biểu hiện nghi vấn thì thông báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm nhà trường để phối hợp xử lý. Và khi dịch bệnh phức tạp thì tuyên truyền cha mẹ học sinh có thể là tự xét nghiệm tầm soát học sinh trước khi đến trường, có thể vào đầu tuần. Chúng ta cũng không nên là quá lo lắng thì nó lao cũng tết, nó cũng rất vất vả và nó gây tâm tạo cái tâm lý rất là không tốt cho trẻ khi đến trường. Thì bộ y tế bộ giáo dục thì khuyến cáo là ta kỷ tết khi có cái biểu hiện nghi nhiễm không, còn trong lúc gần dịch diễn biến phức tạp thì ta tuyên truyền phụ huynh và đồng huynh là tự xét nghiệm tầm soát xét nghiệm nhanh cho trẻ. Và thông tin đồng thời là cũng phải thông tin cho cha mẹ học sinh những cái giải pháp thực hiện phòng chống COVID của nhà trường để khi mà ta tổ chức hoạt động trực tiếp thì bố mẹ học sinh cũng có thể yên tâm để gửi con đến trường.
thì công tác truyền thông này cũng rất là quan trọng. Các cái nhiệm vụ phải của nhà trường là cái triển khai dạy học trực tiếp là bố trí người đó và giao học sinh tại cổng trường. Cái phần này cũng tương đối khó khăn, đặc biệt đối với cấp học mầm non. Cấp học khác thì sẽ cấp mầm non là tương đối khó, đặc biệt là nếu những trường mà có cái không nguyên rộng cổng trường xa. Nhưng mà nếu được thì các đồng chí phải phân luồng cho đi từng phân luồng đi trên từng lớp. Cái việc phân luồng rất đơn giản, nếu các đồng chí chỉ cần dùng cái dây để chăng thôi, phân luồng dây để chăng để phụ huynh đi đúng cái luồng đấy, không chạy lung tung, không đi lung tung, thế là cũng đã là tạo động là rất là tốt rồi. Nếu có điều kiện thì nên dùng cái dây như của y tế đang chăng một cửa, và nếu không thì chúng ta dùng cái dây đi lông cũng được. Và trong nó sẽ thì phân luồng đi cho đặc biệt là mầm non này. Cái điểm tiếp theo mà đặc biệt lưu ý là phải mở cửa thông thoáng. Cái này là cái khuyến cáo của ngành y tế rất quan trọng. Thứ nhất là vaccine, thứ hai tôi là phải đảm bảo cái mở cửa thông thoáng trong cái phòng làm việc, sử dụng quạt, hạn chế sử dụng điều hòa. Tất nhiên chúng ta cũng không nên quá lo lắng đến mức như chúng mình năm trước với bức xúc, chúng trời rất nóng, nước có điều hòa, không bật điều hòa, phải đóng bóng cũng không học được. Thế nhưng mà nếu sử dụng điều hòa thì cuối cuối thì phải mở cửa cho thông thoáng. Thì cái phần này là lưu ý và ngưng một số cái hoạt động tập thể vượt quá quy mô của lớp theo yếu tố dịch tễ nếu mà tình hình phức tạp. Yêu cầu đối với phòng cách ly tạm thời, yêu cầu của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục khuyến cáo rất cao, nhưng mà xin phép được có cái điều chỉnh này cho nó hợp lý. Thứ nhất là có vòi rửa tay hoặc là dung dịch sát khuẩn ngay. Vòi chắc sẽ có, nhưng mà dung dịch sát khuẩn thì cũng có thể bố trí được nếu không có vòi rửa tay. Thứ hai là đảm bảo không khí, hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các cái đồ dùng vật dụng trong phòng. Tiếp theo là đảm bảo các trang thiết bị y tế cơ bản theo quy định. Chúng ta có cái tủ thuốc y tế theo cái thông tư 13 của Bộ Giáo dục Bộ Y tế. Phòng này có nội quy của khu vực cách ly và có bố trí cái thùng đựng chất thải có nắp đặt. Ở cái phòng y tế này, cái thùng đựng rác rất là quan trọng và các đồng chí lưu ý chỗ này. Nguồn lớn nhất là đấy, trong cái trường hợp mà học sinh có biểu hiện nghi nhiễm xuống và các cháu bỏ khẩu trang về đây, người có thể có những khăn giấy xì mũi bỏ vào đấy, thì đấy chính là nguồn lây nhiễm. Và nên chúng ta có khi đã có F0 ở đấy thì cái nguồn rác thải này phải được xử lý theo hướng dẫn của y tế. Tiếp theo là cái quy định hướng dẫn cho học sinh phải thực hiện. Thứ nhất là hạn chế tiếp xúc giữa các học sinh trong lớp và giữa học sinh các lớp với nhau. Thứ hai là thường xuyên đeo khẩu trang khi ở nhà trường, trong suốt thời gian ở trường học ấy, trên các phương tiện giao thông công cộng, ở nơi công cộng, không tập trung đông người giờ ra chơi khi ở nhà. Thì tình hình dịch bệnh căng thẳng thì các đơn vị cho các cháu ra chơi nghỉ tại chỗ, không ra ngoài, và che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi, và đều khuyến cáo là sử dụng khăn giấy, khăn vải. Trước đây thì chúng ta nhiều trường ấy, nhiều nơi thì hướng dẫn học sinh là khi ho thì lấy cái bàn tay che miệng, đấy là cái đấy hướng dẫn rất sai. Nếu như không có khăn giấy á, khăn giấy là tốt nhất để tao sử dụng cái khăn giấy và nó vẫn được nhiều cái vẫn đi được ngay. Nếu không thì sử dụng khăn vải. Chưa của học, nếu như các ta những thứ này thì khi ho hắt gì hơi là ta dùng cái khử tay áo, ta úp mặt vào khử tay áo để ho hắt gì hơi để hạn chế và không phát hiện được bài. Và thường tiếp theo là khuyến cáo dùng thường xuyên rửa tay, sát khuẩn tay, đặc biệt là sau mỗi giờ ra chơi, sau khi vệ sinh hoặc là sau khi ăn, trước khi ăn và sau khi ăn. Tránh tay đưa tay lên mắt mũi miệng, cái này cũng đã nhiều rồi, không dùng chung được dùng cá nhân, bỏ ra cũng như quy định. Thì trong sổ tay thì cũng đã có rất nhiều cái hình ảnh để các đồng chí có thể làm công tác truyền thông. Đối với cán bộ giáo viên, học nhân viên thì thường xuyên đeo khẩu trang khi đến trường, cũng như học sinh rửa tay sát khuẩn, không dùng tập đông người, tự đo thân nhiệt.
và đồng thời lưu ý như này, cái người làm việc trong cơ sở giáo dục ấy là phải đảm bảo các đường tiếp cận đã tiêm vaccine này, hoặc là nếu như mắc covid thì đã khỏi bệnh, nếu thuộc cái nhóm sớm chỉ định hoặc là chưa tiêm đủ ít nhất 2 mũi vaccine thì phải tự xét nghiệm tầm soát hàng tuần khi trường học đã không. Khi dẫn đến dịch bệnh phức tạp mà những đối tượng chưa được tiêm nào là vô giao thương là phải tự xét nghiệm tầm soát hàng tuần. Các chỉ lưu ý cái việc này và chủ động xét tự xét nghiệm tầm soát định kỳ. Nếu mà dịch bệnh phức tạp thì nhà trường có thể quy định giáo viên trong cái việc tự xét nghiệm tầm soát cũng như học sinh. Và công tác vệ sinh môi trường khử khuẩn chúng ta có định kỳ và hiện chúng ta các trường đã làm nhiều rồi, chủ yếu thường sử dụng môi trường khử khuẩn các cái vệ sinh môi trường khử khuẩn thì các đồng chí đã làm nhiều rồi, không nói kỹ nữa. Ở đây đối với các trường nội trú bán trú và trường có cái tổ chức khám chữa cho trẻ mầm non tiểu học ấy, thì phải lưu ý là tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và lưu ý thêm, thứ nhất là hạn chế giao lưu tiếp xúc giữa học sinh trong lớp cũng thường xuyên các lớp, học sinh ăn theo suất ăn riêng. Các trường nội trú bán trú thì tổ chức bàn ăn cho phòng bệnh của học sinh, cái ăn là có thể là ăn ở nhà ăn nhưng mà ăn theo mỗi một bàn là một phòng ăn riêng và chia giờ ăn của đảm bảo giãn cách, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, chuẩn bị các cái phòng cách ly, phòng y tế để xử trí các tình huống dịch bệnh và tăng cường vệ sinh khử khuẩn. Riêng nội trú thì rất là phức tạp. Trong trường hợp mà tình hình dịch bệnh phức tạp ấy, ví dụ như vừa rồi có nội trú chuyển hóa, là cái số ca nhiễm nó nhiều và ở cái phòng cách ly của trường không thể đảm nhận được thì phải bắt buộc phải cho học sinh về nhà. Và theo cái quy định của các con F1 ấy, thì cách ly tại nhà, cho nên là trong cái trường hợp mà nhà trường xuất hiện các ca F1 các con thì các đồng chí đưa về với gia đình để có thể cách ly tại nhà đảm bảo an toàn cho học sinh còn lại. Rồi việc xử trí các cái tình huống mắc covid 19 trong trường học thì chúng ta có một số cách ly như này. Thứ nhất là để tránh tăng cường cái việc mà ta phải xử lý F1 đã không khi đến đi học rồi mới phát hiện ra thì phối hợp chặt chẽ với gia đình để theo dõi sức khỏe của học sinh, và nếu có vấn đề gì đặc biệt các biểu hiện nghi ngờ thông báo ngay cho ban chỉ huy để cho học sinh ở nhà không đi học nữa để tránh lây lan trong trường học. Các trường học nghi mắc thì khi đang tổ chức ở học trực tiếp ở trường mà có các trường hợp lưu mắc thì đưa ra đến phòng cách ly tạm thời hay là phòng y tế, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và tránh tiếp xúc gần những người khác dưới 1 mét, cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho người nghi nhiễm, lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho người nghi nhiễm. Và như vậy là các trường học chuẩn bị một cái cơ số, cái mẫu kia test à cái bộ xét nghiệm nhanh ấy, để trong trường hợp phát hiện nghi nhiễm thì chúng ta phải xét nghiệm nhanh cho học sinh hay là giáo viên, truy vết và khai thác lịch trình tiếp xúc của người nhiễm. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính và không liên quan đến dịch tễ thì học sinh giáo viên tiếp tục thực hiện lên lớp dạy và học và thực hiện 5K. Còn nếu kết quả dương tính thì thực hiện theo hướng dẫn khi trường hợp có không. Và trường hợp có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính nhưng học sinh sốt và có cái triệu chứng bất thường thì báo cho phụ huynh đưa học sinh về để có thể đến cơ sở y tế. Cũng có thể học sinh đang bị sốt nhưng chưa chắc đã phải là bị những xét nghiệm để âm tính rồi thì vẫn phải phối hợp với phụ huynh để đưa học sinh đi khám bệnh. Nếu kết quả xét nghiệm không đúng và được xác định là F1 thì cũng cách ly tại nhà theo quy định. Khi được trường học xuất hiện cái F0 thì chúng ta thực hiện cái quy trình 4 bước như này. Bước 1
là ban giám hiệu trưởng hay là ban chỉ đạo phòng chống covid của trường đưa học sinh các con người xuống các phòng cách ly tạm thời của trường theo cái lối đi riêng đảm bảo giãn cách. Tiếp theo là thông báo trạm y tế cấp xã và là cơ sở y tế đã được ra những việc phân công hỗ trợ từng học để xử lý thực hiện cách ly và điều trị f công. Bước ba là đối với lớp học sinh f công thì thứ nhất là cho tạm dừng việc tiến học để ngồi cho học sinh ngồi lên tại chỗ để điều tra xác định các trường hợp f một theo hướng dẫn của ngành y tế. Thì khi f một xác định f một thì ban nãy bác sĩ Túc cũng đã nói rất rõ về cách xác định f một. Tiếp theo là ta tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhân cho toàn bộ f một học sinh và giáo viên của lớp. Cái xét nghiệm tầm soát là khi mà lớp có không là ta xét nghiệm tầm soát cho toàn bộ học sinh giáo viên và f một người ta có thể trong cùng lớp và có thể ở lớp khác. Và cái mẫu bệnh của đây là không có 3 người, hướng dẫn của bộ giáo dục là ta có thể làm mẫu bệnh không có 3. Và nếu trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định. Nếu không phải là f1 và kết quả xét nghiệm nhanh dương tính thì cho những học sinh này trở lại học bình thường. Và nếu là kết quả f1 xét nghiệm nhanh dương tính thì thực hiện cách ly theo quy định. Riêng đối với cấp mầm non, nếu trong lớp học có một ca xét nghiệm nhanh và dương tính thì cho toàn bộ trẻ trong lớp đó cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú là 7 ngày và xét nghiệm covid vào ngày thứ 7. Các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7 thì được đi học trực tiếp trở lại. Phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 3 ngày tiếp theo. Đấy là đối với các trường hợp xét nghiệm và đối với những trẻ mầm non này như vậy. Bước 4 là đối với các lớp học mà có học sinh f không thì sau khi xác định được đối tượng là f1 thì cho học sinh không phải là f1 thì di chuyển sang lớp học sinh phòng nếu có để khử khuẩn tại một lớp. Tuy nhiên là cái việc mà có thêm cái phòng học dự phòng các những điều kiện cơ sở vật chất của nhiều trường hiện nay còn thiếu thì sẽ khó khăn. Và thông thường cái lớp mà có f không mà không có phòng dự phòng thì cứ được học trực tiếp thì ta cho các học sinh tạm thời học để đối với học sinh ở các lớp học khác nếu không có sự giao lưu tiếp xúc với f không thì cho đi học bình thường. Nếu xác định học sinh có tiếp xúc gần là f một với các trường hợp không thì tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhân. Đối với các trường hợp f một và xử lý thì f một nuôi đối với bước ba. Cái việc xác định f không f một thì bác sĩ Đức đã nói rồi, thì xin phép không được nhắc lại. Và cái thời gian cách ly thì bây giờ cũng đã giảm, thì ban nãy bác sĩ Đức cũng đã trao đổi rồi, ta giảm còn 5 ngày. Đối với các tiêm đủ liều vaccine thì đã cách ly 5 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe 5 ngày. Còn nếu chưa tiêm vaccine thì ta cách ly tại nhà 7 ngày và tiêm theo dõi trong 3 ngày tiếp theo. Và ở đây có một cái khuyến cáo, ở đây chúng tôi tham khảo cái khuyến cáo của nước Anh đó. Trong cái kế hoạch sống chung với Covid gần đây nhất của Anh, họ đưa ra 6 cái khuyến cáo để hạn chế bị nhiễm và lây truyền trong Covid cho người khác. Cái thứ nhất là tiêm vaccine, như vậy là cái vũ khí lợi hại nhất hiện nay để chống vaccine, để chống Covid lẫn là vaccine. Thứ hai là phải mở cửa phòng thanh toán, cái này rất phù hợp với quy định của chúng ta hiện nay. Thứ ba là đeo khẩu trang. Thứ tư là ở nhà nếu có vấn đề về sức khỏe, giáo viên học sinh nếu có phát hiện vấn đề về sức khỏe đặc biệt là người đi à, chúng ta ở nhà cứ ở nhà được bình thường. Khi kể cả các cháu có bệnh covid đặc biệt là vào nhà những cái người có cuộc sống tiếp xúc và tiếp tục đi học thì có nguy cơ là lây cho các bạn khác để những cái bệnh lây nhiễm không phải là covid. Thứ năm là xét nghiệm nếu có triệu chứng, nếu nó dương tính thì cách ly theo quy định không tiếp xúc người khác. Thứ sáu là rửa tay và thực hiện khuyến cáo. Ở đây họ có cái khẩu hiệu bắt lấy nó cho nó vào thùng rác và hạ gục nó.